tôi nhớ có những lần như thế này, và tôi đã phải nén vào trong lòng. Lần đầu tiên là tôi nhớ là bà nội tôi mất. Nào. Lúc đó tôi nhớ là 10 giờ đêm, tôi đang diễn cái vở Cô Chủ Quán Xinh Đẹp, thì tôi nhận được tin báo của em gái tôi là nội đi rồi. Lý do vì sao mà tôi nhắc đến nội rất nhiều là vì tôi ăn học và lớn lên ở bên cạnh nội. Tôi là đứa con gái lớn trong nhà, cho nên mọi tình yêu thương là nội dành cho tôi. Nên khi bà mất thì nó kinh khủng lắm. Nhưng cái Cô Chủ Quán Xinh Đẹp á, là tôi với bạn Hương Giang là phải bước ra, phải diễn hài làm sao cho khán giả cười. Cười vì cái ngớ ngẩn của cô gái này, cười vì cái chân quê, cười vì đủ thứ hết. Tôi nhớ Hùng Lâm lúc đó có đến nắm tay tôi và nói là: "Xuân ơi, hãy hãy cứ nghĩ là mình chưa nghe gì hết, để mình có thể bình tâm mà ra sân khấu." Đau đớn lắm. Một lần là em trai tôi mất vì tai nạn giao thông, cũng ở trên sân khấu đó. Và tất cả những cái nỗi đau đó, mình biết là nếu khán giả biết thì khán giả sẽ thấu hiểu cho mình, nhưng tôi vẫn muốn người khán giả, người ta đến rạp để xem người diễn viên làm tốt cái vai trò của mình trên sân khấu. Và sau đó thì nỗi đau nó tăng gấp đôi.